Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thúy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự báo các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ hứng chịu một đợt mưa to, mưa rất to trong những ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh trẻ mắc tiêu chảy cấp tăng cao sau khi đi học trở lại. Các vùng ly khai ở Ukraine chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý vì muốn sớm sáp nhập với Nga. Pakistan, nguy cơ dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát sau lũ lụt. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra phiên họp trực tuyến về công tác dự báo đợt mưa lớn trong những ngày cuối tháng 9 tới đây. Các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ hứng chịu một đợt mưa to, mưa rất to trong những ngày tới. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt nơi cao nhất lên tới 350mm, khiến nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và sản phẩm dự báo cho thấy, khả năng cao xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc và Trung Bộ. Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, dự báo đợt mưa lớn này bắt đầu từ đêm nay 22 tháng 9 và kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 9. Cũng theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 22 tháng 9 đến sáng ngày 24 tháng 9, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 150 đến 250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Thừa Thiên Huế lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo đợt mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Mưa dông ở vùng núi Trung Du Bắc Bộ, mưa lớn ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 9. Mùa mưa bão đang đến gần. Trên công trường kè Bình Hải, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để bảo vệ khu dân cư chống sạt lở bờ biển. Kè biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải dài 1,5 km, được xây dựng từ năm 2011. Những ngày này, đơn vị thi công đang nâng cấp phần phía trong bờ kè kết hợp với đường giao thông. Những người dân thôn Phước Thiện vui mừng vì năm ngoái, đoạn kè biển này đã đem lại hiệu quả trong việc chống sạt lở. Nay được tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư gia cố. Cùng với việc nâng cấp phần bên trong bờ kè, đoạn kè dài 200m ở phía nam thôn Phước Thiện, đơn vị thi công cũng đã lắp đặt các cấu kiện bê tông phá sóng để ngăn chặn sạt lở. Sáng nay em vô là lấy nhờ gian nhờ này đi lên là lấy ếch. Nhưng mà từ ngày làm bờ kè đến giờ là không có ai vô nổi, nếu có bổ cũng không tới đâu, có sáng cũng không tới đâu. Ở khu vực xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy, 400m bờ kè cũng đã được xây dựng. Đơn vị thi công đang thi công phần đuôi kè nằm phía dưới lăng vạn nước ngọt và các bậc cấp từ kè xuống biển cho người dân ra khơi đánh cá và chuyển cá mực lên bờ sau những chuyến khơi xa. Việc xây dựng kè chống sạt lở giúp người dân hai thôn Phước Thiện và Thanh Thủy, xã Bình Hải yên tâm hơn trong mùa mưa bão hay chiều cường sóng lớn. Kè này là lồm cho nhân dân bà con Tân Thông, Thanh Thủy, nói chung và xóm Hải Hòa lại là rất tốt. Bà con rất mừng, theo cái ngày mưa bổ sắp tới đây là không có một cái gì để mà sóng gió đe dọa đến ảnh hưởng đến đời sống và nhà cửa của bà con. Việc xây dựng kè chống sạt lở giúp người dân hai thôn Phước Thiện và Thanh Thủy, xã Bình Hải yên tâm hơn trong mùa mưa bão hay chiều cường sóng lớn. Thưa quý vị, theo các nhà vườn ở huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, thì con nước cuối tháng 8 và giữa tháng 9 âm lịch tới, chiều cường sẽ đạt đỉnh. Để chủ động ứng phó với chiều cường, dự báo sẽ dâng cao trong ít ngày tới, các địa phương và nhà vườn đã tính tới phương án đắp đập để bảo vệ vườn cây trái. Những ngày qua, nhiều cơn mưa lớn liên tục đã làm mực nước trong vườn cây có múi trên 15.000m2 của anh Phan Văn Sang, xã Long Hậu dâng cao, buộc anh phải bơm rút nước nhiều giờ liền để đảm bảo cây trong vườn không bị oi nước. Hai ngày nay mưa liên tục, mưa dầm liên tục, bởi vì lượng nước trong mương nó dâng cao, sợ nó bị ngập úng rễ quýt nên em phải bơm ra. Nếu mà nước lớn thì mình dân địa phương đây có thể xuống cống và không cho nước ở ngoài sông tràn vào. Nếu con nước tháng 9 này mà nó dâng cao hơn mỗi năm thì hiện tại vườn thì cũng đã chuẩn bị chạm bơm.
Còn đê thì giờ đã cũng đã được nâng cao nên cũng yên tâm hơn. Cách đó không xa là vườn quýt hồng và quýt đường trên 3.000 m2 của ông Đặng Văn Bé. Năm nay, ông đã không còn lo lắng khi nước dâng cao vì khu vực này vừa được chính quyền địa phương xây cống hở và gia cố đê bao. Tuy nhiên, ông Bé vẫn chuẩn bị sẵn máy bơm trong vườn, phòng khi mưa to kéo dài. Thì cái khu này mấy năm trước thì mình phải đem máy lại bơm. Bây giờ có cái đê bao này thấy khỏe rồi, chứ có cống độ ngoài đó, mới không mới làm đó. Năm nay thấy cũng nhẹ lo, không có đem máy bơm nữa. Xã Long Hậu có diện tích cây có múi trên 1.000 hectare, trong đó diện tích cây quýt hồng đặc sản Lai Vung là 129 hectare. Hiện tại, địa phương đã tiến hành gia cố hết các đê bao và xuống các đập dã chiến, đảm bảo an toàn vườn cây ăn trái cho người dân. Đến khảo sát là 27 cái đập sung yếu, trong đó có cống hở. Thì sau đó ủy ban dân xã đã chỉ đạo các ấp, hợp dân tiến hành xuống các đập dã chiến ở các đầu kinh và cái cống hở nhằm ngăn chặn cái mực nước lũ chiều cường cao, nước lớn để đảm bảo diện tích vườn. Đến thời điểm này, cơ bản các ấp đã thực hiện xong. Bên cạnh đó thì nó có một số đoạn đê bao là thấp rồi sạt lở. Thì ủy ban dân xã cũng đã thuê các cái gô be đến khắc phục sạt lở và gia cố đắp thêm đê cao lên nhằm ngăn cái mực nước lớn không có ảnh hưởng đến các cái diện tích vườn của xã. Toàn huyện Lai Vung hiện có hơn 6.000 hectare cây ăn trái, trong đó cây có múi là 3.400 hectare. Hiện ngành chuyên môn và các địa phương khuyến cáo nhà vườn cần chuẩn bị máy bơm và bảo dưỡng máy đảm bảo hoạt động tốt, kết hợp kiểm tra bờ bao thường xuyên những lúc thời tiết mưa kéo dài và chiều cường dâng cao. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 9 tỷ lệ trẻ mắc tiêu chảy cấp có xu hướng tăng. Nhiều trẻ bệnh nặng nếu không nhập viện điều trị kịp thời có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ cho biết tiêu chảy cấp do virus rota là nguyên nhân chính. Bệnh ghi nhận quanh năm, tuy nhiên vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là tháng 9, khiến nhiều trẻ mắc phải. Nguyên nhân nữa là sau thời gian quay trở lại trường học, cách chăm sóc vệ sinh ăn uống thức ăn không được phụ huynh chú ý, dẫn đến nhiều trẻ bị tiêu chảy cấp nặng. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có điều kiện nên cho trẻ uống vaccine rota 2 liều, liều thứ 2 cách liều thứ nhất 1 tháng và uống trước 6 tháng tuổi. Bên cạnh đó, trẻ đi học phải uống đủ nước, ăn thức ăn rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây, chính phủ đã ban hành nghị quyết về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030, trong đó sẽ đưa vaccine phòng bệnh do virus rota vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong năm nay, dự kiến sẽ triển khai vaccine ở 4 tỉnh, đến năm sau sẽ mở rộng dần. Hiện Việt Nam đã sản xuất được vaccine này, đảm bảo nguồn vaccine sử dụng. Đã thành quy luật, tháng 9 hàng năm là tháng cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Thời điểm này, ở miền Bắc, lượng bệnh nhân nhập viện bắt đầu gia tăng. Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi đang điều trị nhiều bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết của một số các quận nội thành, thành phố Hà Nội. Thanh niên 23 tuổi này từng là bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhất của khoa. Mắc sốt xuất huyết đến ngày thứ tư, anh nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt huyết toàn thân, tiểu cầu giảm chỉ còn 6, tràn dịch màng phổi. Đáng lưu ý, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết lần này là lần thứ hai. Em bị sốt huyết ra ngoài tay chân đây, như vẫn còn. Bệnh nhân này thì đã từng mắc sốt xuất huyết một lần cách đây 2 năm, nhưng tình trạng đó thì bệnh nhân lần đó thì không phải nhập viện, mà bệnh nhân chỉ theo dõi tại nhà, và tình trạng cũng không có dấu hiệu cảnh báo. Số lượng tiểu cầu của bệnh nhân đợt đấy thì theo tham khảo thì cũng không bao giờ giảm sâu. Nhưng đợt này thì bệnh nhân mới sốt ngày thứ tư và vào viện với tình trạng là sốt liên tục, tiểu cầu lúc vào có 6 và bệnh nhân có tình trạng tràn dịch đa màng, tràn dịch màng bụng và màng phổi. Và kèm theo nữa là có dấu hiệu chảy máu chân răng và một số nốt xuất huyết ở dưới da. Bệnh nhân này thì vào với chúng tôi thì bệnh nhân đã được truyền khối tiểu cầu. Hiện tại thì đến ngày thứ 7 của bệnh, bệnh nhân bắt đầu cắt sốt và số lượng tiểu cầu bắt đầu có xu hướng phục hồi. Nơi ở của bệnh nhân Đức là con ngõ 595 phố Lĩnh Nam, cũng là một địa chỉ quen thuộc với các bác sĩ ở đây. Nhiều năm nay, hầu như năm nào họ cũng tiếp nhận bệnh nhân đến từ khu vực Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
thậm chí có những người mắc sốt xuất huyết từ 2 đến 3 lần như bệnh nhân Đức. Số bệnh nhân nặng thì chúng tôi vẫn thấy là so với những năm trước thì vẫn là tập trung vào khu vực Lĩnh Nam, Hoàng Mai là số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết là nhập viện ở viện chúng tôi là nhiều hơn so với tất cả. Đây là cái một ổ dịch truyền thống của bao năm nay ở cái khu vực Hoàng Mai, và nó cũng là ổ dịch, cũng là nơi mà có nguồn bệnh nhân nhiều nhất phải nhập viện bệnh viện Thanh Nhàn khoảng mấy năm gần đây. Là có rất nhiều là bát hoặc là chum nước vỡ với cả các cống rãnh không, cũng có không che đậy lại, làm cho muỗi với cả thì nơi ở đó rất là nhiều, với cả người dân xung quanh đấy rất dễ bị sốt xuất huyết. Có nói chung là đường xá thì nó không được như các khu giáo như các nơi khác. Ở nơi đây cũng là tình trạng bị nhiều nhất trong thành phố Hà Nội. Từ cuối tháng 8, bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội bắt đầu gia tăng. Mỗi ngày bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận khoảng 10 ca nhập viện, trong khi tháng 6 và tháng 7 mỗi tuần chỉ có lác đác từ 1 đến 2 ca. Đáng lưu ý, đang có những ổ dịch sốt xuất huyết truyền thống trong cộng đồng. Thưa quý vị, chúng tôi đã tìm về địa chỉ sinh sống của bệnh nhân sốt xuất huyết trong phóng sự vừa rồi. Đó là phố Lĩnh Nam của quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây cũng là con phố hầu như năm nào cũng có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, là một ổ dịch truyền thống của Hà Nội. Nhiều người dân ở đây thường gọi với cái tên phố sốt xuất huyết. Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu lý do vì sao nơi đây luôn được coi là điểm nóng của dịch bệnh. Con ngõ 595 khá dài, nhiều gia đình có vườn rộng, trồng nhiều cây cảnh. Đặc biệt, những chậu cây không dùng đến lại trở thành vật đọng nước mưa lâu ngày. Đây là nơi lý tưởng để muỗi đẻ trứng, phát triển thành long quăng, bọ gậy. Và chỉ sau một trận mưa, một đàn muỗi mới sẽ xuất hiện. Thậm chí trên tường rào, cốc nhựa, vỏ hộp sữa cũng có thể làm mầm bệnh. Cạnh ngõ 595 là chợ Lòng Thuyền. Đối với tiểu thương ở đây, nhiễm sốt xuất huyết là điều quá quen thuộc. Thậm chí có người nhiễm tới 2-3 lần. Ở đây là làng trên xóm dưới, nhà nhà bị sốt xuất huyết nhiều lắm. Bị nhà nhà luôn, nhà nọ tiếp nhà kia luôn, nhà nào cũng bị. Mà bị là bị cả nhà luôn. Nên là rất là kiểu là như con nhà mình mà mới 14-15 tuổi mà đã bị 3 lần sốt xuất huyết rồi. Phố Lĩnh Nam là ổ dịch sốt xuất huyết truyền thống của Hà Nội. Phường Lĩnh Nam thường xuyên phun hóa chất diệt muỗi. Đầu tiên ngay tại các cái khu vực chợ chúng tôi cũng thường xuyên là phun thuốc khử khuẩn. Đấy là việc thứ nhất, vừa phòng chống Covid vừa là phòng chống sốt xuất huyết. Ở nhà em thì đều phun đấy. Ở chợ này thì các bác ấy cũng phun đấy. Năm nào cũng phun. Nhưng mà nó vẫn không hết được. Cũng không hiểu vì sao mà nó nhiều muỗi thế, mặc dù là rất là ngày cũng vẫn phun đấy. Người dân năm nào cũng đặt ra câu hỏi, muỗi ở đâu mà nhiều thế? Nhưng câu trả lời lại ở ngay trước mắt họ. Mầm bệnh hiện hữu ngay dưới chân là các thùng xốp chứa nước mưa lâu ngày cáu bẩn. Hiện hữu trên đầu các tiểu thương là những vũng nước đọng trên tấm bạt che mưa che nắng. Tất cả những gì có thể đọng nước, nhất là nước mưa, dù chỉ là vỏ hộp sữa chua, vỏ miếng thạch, cũng thành một ổ long quăng, bọ gậy. Đây ở Hoàng Mai thì có đặc điểm là một cái vùng trũng, có nhiều ao hồ, rồi sông suối, thì do đó là cũng có cái đặc điểm là phát sinh nhiều dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết. Tại địa bàn phường Lĩnh Nam thì cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật của phường hiện nay đang trong cơ thời gian đô thị hóa và đầu tư, vì vậy vẫn còn có một số những cái khu vực là còn cái mương hở. Thứ hai nữa là cái địa bàn phường Lĩnh Nam thì đa phần vẫn là thuần nông. Thứ hai nữa hiện nay đang phối hợp với ủy ban dân quận để đẩy nhanh cái tiến độ làm đường Lĩnh Nam là một. Thứ hai là có cái một cái chợ dân sinh cho thành phố đã chỉ định, đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và họ đang yêu cầu họ đưa chợ dân sinh vào hoạt động để giải quyết cái việc chợ dân sinh tạm tại chợ Cầu Ngày và chợ Hồng Hiền. Đấy thì nó sẽ xử lý được cái việc có thể phát sinh các cái ổ dịch ở tại đấy. Có thể thấy điều kiện địa lý là nguyên nhân chính khiến dịch sốt xuất huyết năm nào cũng bùng phát tại phố Lĩnh Nam. Tuy nhiên, ý thức phòng bệnh của người dân mới là yếu tố quyết định
Phóng sự sau đây sẽ minh chứng cho điều này. Cùng nằm trên con phố Lĩnh Nam, một con ngõ nhỏ khác trước đây cũng thường xuyên xuất hiện bệnh nhân sốt xuất huyết, nhưng vài năm gần đây lại không có ai nhiễm bệnh. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này? Phóng sự ngắn sau đây sẽ là câu trả lời. Nuôi để ăn hả bác? Nuôi vừa để ăn, vừa để diệt, coi như là muỗi. Đấy, cá rô này nó mới diệt được muỗi. Đấy. Ông Nguyễn Bá Bay, 70 tuổi, chỉ cho chúng tôi xem vại nước. Bên trong là khoảng 30 con cá rô khỏe mạnh. Hầu như ngày nào ông cũng ra những con mương gần nhà câu. Cá rô để ăn thì ít, mà đem tặng thì nhiều. Mình diệt muỗi thì bằng thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là nuôi cá, cá rô ta, cá xin xít trong các bể và trong các chuồng vại. Đấy, chủ yếu là cá rô ở các bể tích nước để nó ăn bọ gậy. Những gia đình trong ngõ từ ngày thả cá rô để diệt bọ gậy, lượng muỗi cũng giảm dần. Nhờ vậy mà điểm nóng sốt xuất huyết này hai năm nay không có ca bệnh. Gia đình những cái đồ thùng, rồi là thùng xốp, rồi các loại thùng tóm lại là không dùng nữa thì đều úp xuống để cho nó không có đọng nước và mục đích là không cho loang quăng hoặc muỗi nó phát triển. Mục đích giữ sức khỏe cho mình và cho mọi người. Tổ 15 phường Lĩnh Nam có nhiều người cao tuổi. Họ luôn nhắc nhở các gia đình lật úp các vật dụng chứa nước, đọng nước, nhất là các chậu cây cảnh không dùng đến. Cùng với đó, người dân luôn có ý thức ngủ màn nên hạn chế tối đa việc bị muỗi đốt. Về cơ bản sốt xuất huyết thì là anh em và nhân dân trong khu vực này đã có luôn luôn có một cái suy nghĩ là chống và thứ hai là ngăn chặn. Phường Lĩnh Nam là một vùng trũng với nhiều ao hồ, mương thoát nước, nhưng rõ ràng không phải vì thế mà không thể khống chế nổi dịch sốt xuất huyết. Câu chuyện của những người cao tuổi sinh sống tại tổ 15 là minh chứng cho điều đó. Chuyển sang phần tin quốc tế. Một số khu vực ở Ukraine thân Nga, bao gồm vùng Donetsk, Luhansk và Kherson, đang tăng cường chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân Ý để sáp nhập với Nga. Tuy nhiên, ngày đề xuất bỏ phiếu chưa được công bố. Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson cho biết họ đã quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập với Nga và đã thúc giục Điện Kremlin cho phép điều này càng sớm càng tốt. Vladimir Sando, quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết ông hy vọng Kherson sẽ trở thành một phần của Nga, một chủ thể chính thức của một đất nước thống nhất. Chúng tôi đã vạch ra một lộ trình để tái gia nhập Nga dựa trên kết quả trưng cầu dân Ý. Cá nhân tôi sẽ kêu gọi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chấp nhận một cách hợp pháp các kết quả này trong thời gian sớm nhất có thể. Chắc chắn thủ tục này sẽ không mất nhiều thời gian. Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng ly khai ở Donetsk, Denis Pushilin, cũng đã kêu gọi lãnh đạo phe ly khai tỉnh Luhansk kết hợp các nỗ lực nhằm chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân Ý về việc gia nhập Nga. Ukraine hiện chưa bình luận về đề nghị tổ chức trưng cầu dân Ý gia nhập Nga của vùng ly khai Donetsk và Luhansk. Song trước đó, Kiev kiên quyết phản đối kế hoạch trên, đồng thời tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 vào hôm 29 tháng 9 vừa qua tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây kêu gọi các quốc gia nên áp thuế lợi nhuận đối với các công ty nhiên liệu hóa thạch. Khoản tiền này được đề xuất chuyển sang cho các quốc gia đang chịu thiệt hại ngày càng nặng nề do cuộc khủng hoảng khí hậu. Đã đến lúc phải đặt cảnh báo cho các nhà sản xuất, đầu tư và khai thác nhiên liệu hóa thạch rằng người gây ô nhiễm phải trả phí. Hôm nay tôi kêu gọi các nước phát triển đánh thuế lên lợi nhuận của các công ty nhiên liệu hóa thạch. Tiền thu được sẽ được dùng theo hai cách. Một là cho các nước chịu thiệt hại từ biến đổi khí hậu. Hai là cho những người đang phải vật lộn vì giá lương thực, năng lượng tăng cao.
Ông Guterres chỉ trích ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đang kiếm được hàng trăm tỷ đô la lợi nhuận trong các hộ gia đình, trong khi các hộ gia đình phải vật lộn với hóa đơn năng lượng và hành tinh của chúng ta bị đốt cháy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa đến thăm Pakistan, nơi những trận mưa lớn kéo dài nhiều tháng đã xóa sổ mùa màng, phá hủy nhà cửa, đường xá và ít nhất 1.400 người thiệt mạng. Pakistan chịu trách nhiệm cho chưa tới 1% lượng khí thải carbon toàn cầu, nhưng lại là một trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông Guterres cũng thừa nhận thực tế rằng than, dầu và khí đốt tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thế giới hiện đại, ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Việc áp thêm thuế đối với các công ty năng lượng đã thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian qua, khi lĩnh vực này ghi nhận lợi nhuận khổng lồ trong những quý gần đây. Tổng lợi nhuận của các công ty năng lượng lớn nhất trong quý đầu tiên của năm 2022 đạt gần 100 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, trong phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã thông báo khởi động gói kích thích SDG do nhóm G20 dẫn đầu hỗ trợ các nước đang phát triển, thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo ông Guterres, thế giới còn quá nhiều thách thức cần sự chung tay nhiều hơn, góp sức nhiều hơn, thậm chí là chịu trách nhiệm nhiều hơn. Hôm qua ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nêu rõ, hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 dự kiến diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập vào tháng 11 tới sẽ giải quyết các mối quan tâm của châu Phi về khí hậu, bao gồm việc thực hiện các cam kết về khí hậu. Ngoại trưởng Shoukry, người được chỉ định là chủ tịch COP27, đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của Ủy ban các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ châu Phi về biến đổi khí hậu, bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ. Ông nhấn mạnh COP27 cũng sẽ giải quyết các mối quan tâm khác của châu Phi về khí hậu, bao gồm cả quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, những tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, cũng như việc cung cấp nguồn tài chính khí hậu thỏa đáng cho các nước đang phát triển. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nói thêm, hội nghị COP27, sự kiện toàn cầu về khí hậu lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, sẽ theo đuổi một cách tiếp cận toàn diện để đảm bảo sự tham gia hiệu quả nhất của tất cả các bên liên quan trong hành động khí hậu quốc tế, trong đó có khu vực tư nhân và xã hội. Ngoại trưởng Ai Cập cho biết thêm, nước này hy vọng COP27 sẽ góp phần thực hiện các cam kết liên quan đến khí hậu và những diễn biến toàn cầu gần đây sẽ không ảnh hưởng đến các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan, các trận mưa gió mùa lớn chưa từng có trút xuống quốc gia Nam Á này kể từ giữa tháng 6 cho đến nay đã khiến 1.559 người thiệt mạng, trong đó có 551 trẻ em và 318 phụ nữ, nhấn chìm hàng triệu hecta đất và hoa màu, ảnh hưởng tới 33 triệu người. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhà cửa, đường xá, gia súc và phá hủy gần 400 cây cầu, gây thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Pakistan cảnh báo nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường nước vượt ngoài tầm kiểm soát sau thảm họa lũ lụt ở nước này. Hàng trăm nghìn người sơ tán tránh lũ hiện đang sống ngoài trời trong khi nước lũ kéo dài hàng trăm km bắt đầu rút dần mà giới chức Pakistan cho rằng sẽ phải mất từ 2 tới 6 tháng nước mới rút hoàn toàn. Nước đọng lâu ngày đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và gây ra các bệnh lây truyền như sốt rét, sốt xuất huyết, đau mắt, các bệnh về da và tiêu chảy nặng. Người dân đã thực sự mất hoàn toàn kế sinh nhai, vườn cây ăn trái, ruộng vườn, ruộng đồng, hoa màu của họ đã bị phá hủy hết. Cùng với đó, các dịch bệnh đã bùng phát và vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tại Sydney, vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của lũ lụt, chính quyền tỉnh cho biết đã có thêm 9 người thiệt mạng vì các bệnh viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy nặng và nghi sốt rét, nâng tổng số người thiệt mạng do các bệnh lây truyền qua đường nước lên 318 người kể từ ngày 1 tháng 7 đến nay. Chính quyền tỉnh cho biết hơn 1.200 cơ sở y tế trong tỉnh vẫn ngập trong nước lũ. Hơn 2,7 triệu người đã được điều trị các bệnh lây truyền qua đường nước tại các lều tạm hoặc bệnh viện dã chiến được dựng tại các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Trong khi đó, ba tỉnh khác của Pakistan cũng ghi nhận hàng nghìn ca bệnh liên quan. Số ca mắc gia tăng đã làm cho hệ thống y tế của Pakistan vốn đã mong manh, nay trở nên quá tải. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính 16 triệu trẻ em ở Pakistan chịu ảnh hưởng của lũ lụt và ít nhất 3,4 triệu bé trai và bé gái vẫn cần được cứu trợ khẩn cấp.
Trong 11 tháng qua, các lực lượng chức năng tại Mỹ đã bắt giữ hơn 2 triệu lượt người di cư trái phép dọc theo đường biên giới phía Nam với Mexico. Đây là số lượng người di cư trái phép bị bắt giữ nhiều nhất chưa từng thấy được ghi nhận ở khu vực này. Dự kiến trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 9 này, tổng số người di cư trái phép qua biên giới phía Nam với Mexico bị bắt giữ sẽ lên tới 2,3 triệu lượt người, vượt xa kỷ lục vào năm 2021 là 1,7 triệu lượt người. Cần chú ý là có nhiều người đã bị bắt nhiều hơn một lần khi cố vượt biên vào Mỹ. Mỹ vẫn đang phải đối mặt với sức ép lớn từ làn sóng người di cư từ các quốc gia Trung và Nam Mỹ, trong đó nhiều nhất là đến từ các quốc gia như Nicaragua, Honduras và El Salvador. Trong tháng 3 năm 2022, khoảng 210.000 người di cư cố gắng vượt biên qua biên giới Mexico-Mỹ để vào Mỹ đã bị chính quyền nước này bắt giữ. Đây là số người di cư bị bắt giữ hàng tháng cao nhất được ghi nhận trong hai thập kỷ qua, cho thấy những thách thức ngày càng tăng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt. Tổng số người di cư bị bắt trong tháng 3 tăng 24% so với cùng kỳ một năm trước đó, khi 169.000 người di cư bị bắt ở biên giới khiến hàng ngàn trẻ em không có người đi kèm bị mắc kẹt tại các trạm tuần tra biên giới đông đúc trong nhiều ngày trong lúc chờ được sắp xếp. Tổng thống Biden khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 đã cam kết đảo ngược chiều chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump. Trên thực tế, ông Biden đã phải vật lộn cả về mặt hoạt động và chính trị với số lượng lớn những người tị nạn vượt biên. Các thành viên Đảng Cộng hòa Mỹ, những người hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát quốc hội nước này trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8 tháng 11 tới, nói rằng việc Tổng thống Biden đảo ngược các chính sách thời cựu Tổng thống Trump đã khuyến khích nhiều người nhập cư bất hợp pháp hơn. Kẹo cần sa là một vấn đề nan giải đối với lực lượng cảnh sát trên khắp nước Anh. Hầu như tất cả các lực lượng cảnh sát ở vùng England, Scotland, Wales và Bắc Ireland đều gặp vấn đề với kẹo cần sa tại khu vực mà họ quản lý. Kẹo cần sa được đóng gói trông giống như túi Haribo và Skittles đang được bán và quảng cáo rộng rãi trên các trang mạng xã hội chính thống như Instagram và TikTok. Cảnh sát Anh cảnh báo bao bì màu mè nhái các thương hiệu có tên tuổi của kẹo cần sa khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với trẻ em. Ít nhất 6 trẻ em đã được đưa đến bệnh viện sau khi ăn kẹo cần sa, trong đó một trẻ em mới 8 tuổi. Cũng có những lo ngại rằng ma túy được sử dụng để dẫn dụ trẻ em buôn bán ma túy. Lực lượng cảnh sát ở miền đông nước Anh báo cáo 1/3 số người bị bắt liên quan đến cần sa là dưới 18 tuổi. Kẹo cần sa thường xuyên được quảng cáo và bán cùng với các loại ma túy loại A bao gồm heroin, cocaine và LSD, cũng như số lượng lớn cần sa. Hãng tin Sky News phát hiện các đại lý đang hoạt động công khai trên tất cả 5 trang mạng xã hội phổ biến nhất tại Vương quốc Anh, gồm Facebook, Instagram, TikTok, Twitter và Snapchat. Họ cũng đang sử dụng các dịch vụ nhắn tin, WhatsApp và Telegram, trong đó ứng dụng thứ hai này dường như là nền tảng phổ biến nhất để các đại lý cung cấp giá và bắt đầu bán hàng. Câu chuyện được đưa ra ánh sáng sau khi một đại lý thêm một nhà báo Sky News trên mạng Instagram và một tài khoản bán kẹo cần sa. Loại kẹo này còn được gọi là kẹo cao su. Nhiều vùng canh tác ở California, bang nông nghiệp lớn nhất của nước Mỹ, đang phải đối mặt với tình trạng đất nhiễm mặn ngày càng gia tăng. Nguyên nhân được cho là do tình trạng xâm nhập mặn gây ra bởi hạn hán nghiêm trọng kéo dài và mực nước biển dâng, vốn là hậu quả của biến đổi khí hậu. Bobby Scotta là một trong những nông dân đang canh tác tại vùng châu thổ thuộc miền Bắc bang California, Mỹ. Những năm gần đây, hơn 10 km vuông đất canh tác của ông phải đối mặt với tình trạng nước nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Tình trạng nước nhiễm mặn đang ngày càng tệ hơn. Mọi năm đã vậy, năm nay lại càng thách thức, nhất là với dưa chuột. Hiện 14-16% dưa chuột bị quắt lại, mà phần lớn là do nhiễm mặn. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng kéo dài làm mực nước ngọt trong các sông hồ sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cùng với đó là mực nước biển dâng cao đang khiến cho nước mặn từ Thái Bình Dương xâm nhập sâu vào hệ thống sông ngòi của bang này. Nếu không có thêm nguồn nước ngọt thì vùng châu thổ sẽ bị nhiễm mặn. Vì thế con đập cho phép chúng tôi kiểm soát mức độ nhiễm mặn và bảo vệ lợi ích của cư dân đang dựa vào nguồn nước ở vùng châu thổ này. Đây là lần thứ hai con đập cao 9 mét được xây dựng tại cửa sông San Joaquin.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây vẫn chỉ là những giải pháp ứng phó tạm thời, chưa thể giải quyết nguyên nhân sâu xa của tình trạng xâm nhập mặn gia tăng. Hồi đầu tháng này, Quốc hội bang California đã thông qua gói ngân sách 5 năm trị giá 54 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án nước sạch, chuyển đổi hệ thống phương tiện công cộng sang xe chạy điện, hướng tới mục tiêu không phát thải thêm khí carbon vào năm 2045. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.